Đây, con này là con ẹt mẫu 11, đời 11, 14 mà mình xuống áo đúng không? Đúng rồi này, 2012 xuống áo. Sao đẹp dữ vậy ta? Đó, quay kỹ những cái mẫu này nè cho anh em coi, anh em thường là chuộng lắm. Thường là mẫu đời 11 với 14 thì có giá trị nó thấp, anh em thường hay xuống áo như thế này, xe nó đẹp. Đó, xuống mà rất là liền lạc, máy riêng nha anh em. Cụ thể là con này đời nào mình xuống vậy Cái anh? này là đời 22 xuống. Đó. Đây anh em nghe máy ha. Ngô Nguyễn xin chào đến tất cả các bạn, cô chú, anh chị đang quay trở lại với kênh YouTube Ngô Nguyễn của em nha. Thì hôm nay giờ cái buổi trưa, thì bây giờ cũng buổi đầu giờ chiều rồi anh chị các bạn. Thì cũng 1 giờ 18 phút rồi. Thì Ngô Nguyễn hôm nay lên một cái clip để mà trực tiếp báo giá cho anh chị các bạn. Đặc biệt thì trong cái lúc dịch này thì đa số cửa hàng nào cũng vậy hết. Thì những anh chị chủ cửa hàng thì người ta sẽ giảm giá nè, rồi có những chính sách ưu đãi hơn so với ngày bình thường. Thì cái cửa hàng hôm nay mà mình trực tiếp á, thì nó cũng không có xa lạ với tất. Tại vì cửa hàng này thì Ngô Nguyễn cũng đã ủng hộ và mua xe cái hàng này mấy lần rồi đó. Thì các bạn biết là cái đầu tin tưởng của mình đến cái hàng này như thế nào rồi đó. Còn bây giờ thì camera có thể với quay giùm anh cái bảng hiệu là cửa hàng xe máy Hoàng Anh ha. Đó, cửa hàng xe máy Hoàng Anh. Đó, địa chỉ là 51 đường số 5, Linh Xuân, Thủ Đức. Rồi, ok nha. Địa chỉ là mình đã, để bây giờ mình sẽ ghim cái địa chỉ lên đây để cô chú anh chị mình các bạn có thể tham khảo nha. Hướng cái cửa hàng này thì hướng này mình sẽ đi ra về cái cầu vượt Sóng Thần nha. Còn cái hướng bên phải thì mình sẽ đi ra cái hướng cầu vượt Linh Xuân, Thủ Đức. Lúc nãy mình đi từ hướng cầu vượt Linh Xuân quá. Thì các bạn nào có nhu cầu mua xe thì cứ điện về cái số khoảng hàng luôn. Mình cứ quay xa xa ra cho anh chị các bạn thấy được cái nguyên cái bảng hiệu cửa hàng ha. Đó. Đó là cửa hàng xe máy Hoàng Anh anh chị các bạn nha. Rồi, bây giờ mình vào trong nha. Xe quá trời luôn nè. Rồi, chào anh. Rồi, chào em. Anh em mình vẫn còn mạnh khỏe ha. Nhưng mà còn mạnh khỏe là mừng lắm rồi. Dạ rồi. Dịch bệnh căng quá. Nay anh em mình gặp lại cái clip đầu tiên sau cái lúc dịch bệnh. Thì giờ xe chắc em đó hôm nay chắc anh dù gì chắc cũng phải là có giảm giá phải không? Có hạ giá chứ. Đúng rồi, có giảm giá chứ. Dạ. Bạn camera này có thể mình tiến vào bên trong đi, mình quay sơ hết tổng thể cửa hàng cái cho các bạn anh chị nào mà người ta có thể là xem những cái chiếc xe nào mà người ta chờ á, để người ta biết ta còn chờ á. Mình quay đi em. Coi như Raider, Satie, Sonic thì mấy cái dòng này thì không thể thiếu đâu. Winner cũng có nè, ở Thác Việt có nè, Thác Ý cũng có, AB, Future, 150 nè, đó là những cái dòng xe số phía sau nữa. Thì chút xíu mình sẽ cập nhật những cái dòng đó hết. Còn giờ mình trở ra phía ngoài ha. Sau dịch thì mấy những cái thủ tục mà bên cửa hàng đó, nó có thay đổi gì nhiều không anh? Không, vẫn bình thường em. Nhưng có thấy là ví dụ như có nhiều hiện tại có mấy chỗ nó chưa có ship xe được á. Dạ. Thì cái đó phải alo trước để biết rồi ship xe cho anh em, chứ nhiều anh em cọc mà không ship được mà không mất lòng. Dạ rồi. Đó. Thì mấy cái vấn đề này thì anh em khi mà mua mà mình không lên được cửa hàng, mình nhờ ship á, thì các bạn cứ liên hệ kỹ về cho anh để hai bên trao đổi đi rồi trò chuyện đi ha. Còn cái vấn đề góp của mình thì dịch về có góp được không anh? Không có góp, bình thường em mới góp xong trước đó. Với thủ tục anh chị em chỉ cần là chứng minh bằng lái hoặc chứng hộ khẩu, không N6 là góp được hết. Okay, rồi anh. Còn mấy xe mà tầm 30 triệu đưa trước, tầm 2 triệu là nhận xe nha anh em. Dạ. Và đặc biệt bên cửa hàng có nhiều cái xe mà giá tầm trung 10 triệu thì bên không có góp nha anh em. Dạ rồi. Tại vì thủ tục hồ sơ ra tên giấy tờ nó tốn tùm lum thứ. Đó. Là vậy. Đúng rồi, chính xác luôn. Thì mình cũng chia sẻ vậy cho anh chị bạn lưu ý. Thì những cái xe tầm mà trên 10 triệu á, thì các bạn có thể là góp được. Tại vì thông thường góp người ta sẽ ép buộc mình ra tên, ra cờ bẹt biển số anh chị, thì nó sẽ tốn thêm một vài triệu. Còn những cái xe nào mà từ 10 triệu đổ về á, mình thấy cái giá trị nó quá thấp đi mà đúng mình góp thì nó rườm rà nè, rồi ra tên rồi nó thêm một mớ nữa thì cũng cực cho anh chị các bạn lắm. Nhưng mà nếu anh chị các bạn muốn thì cái đó thì vẫn hỗ trợ được. Đúng, hỗ trợ được. Nhưng mà ví dụ như cái xe có 8 triệu mà ra tên hết 3 triệu thấy căng quá đó, bởi vậy thì nó quá cao đi nên là cửa hàng chia sẻ như vậy. Còn cái vấn đề mà ship xe thì anh có nói là có nơi là ship được, có nơi là không, đúng không? Đúng rồi, đúng không? Ví dụ phải đợi chờ được nhưng mà hơi lâu chút xíu. Ví dụ thay vì bình thường ví dụ như chốt xong rồi mai chuyện mốt chuyện là tới, nhưng mà giấc này có thể là tuần 10 ngày. Dạ rồi, ok anh. Thì còn như chẳng hạn những cái nơi ship được bây giờ là tiền ship cái đó là không, bên cửa hàng là bao hết mà là miễn phí ship luôn, đúng không? Miễn phí toàn quốc. Rồi, ok anh. Bây đó giờ là những cái xe nào có giá trị nha, còn xe dưới 10 triệu là không bao ship nha rồi, anh em. Okay. Nếu mấy xe đó là có mấy trăm ngàn à, ship luôn chắc lỗ. Dạ rồi.
Bây giờ đầu tiên anh muốn cập nhật cái con nào đầu tiên cho các bạn đây. Anh quay như con thường nào ngày, như thường ngày thì thấy đa số anh em cũng để ý cửa hàng lấy những dòng Raider là nhiều. Rồi Raider okay, kia hiện tại còn mấy chiếc đó thì anh em quay trước đi. Rồi vậy bây giờ mình cập nhật cái hàng này ha, camera mình vô đây đi. Rồi phía sau cái hàng phía bên ngoài thì nó có XH rồi nè, có Winner X nè, chút xíu mình quay cho. Con đầu tiên này là con Raider. Mình nhìn sao nó mướt quá ta. Ừ, giống xe đẹp á, ốc tán màu trắng. Đó thì bạn camera có thể quay cho anh em coi ha. Raider 29 có không anh? Raider 29 có luôn. Dạ có luôn anh ơi, chờ em tí xíu anh ơi. Ủa, có không ta? Đó, camera có, mới bán rồi, có xe chia không à? Raider bán rồi hả? Vậy còn xe chia 29 rồi phải không? Ừ, rồi. Có xe chia 220 luôn. Rồi, quay kỹ kỹ con này đi camera, tại vì anh thấy nó quá đẹp nè. Có những anh em hỏi là có ship lên Điện Biên không anh? Có chứ, có hết. Có luôn anh ơi. Bao ship cho anh em luôn. Mua xe thì giờ liên hệ về cái số nào này các bạn hỏi nè anh. 0917390588 nha anh em. Đây, cái số Zalo luôn. Đây cái số đây nè anh chị ha, đây số mình đang ghim nè ha. Hoàng Anh nè, 0917390588, mình cứ liên hệ số này. Và số tài khoản ngân hàng thì bên cửa hàng cũng có nè ha. Để mình nổ máy con này đầu tiên cho anh chị mình nghe máy cái nha. Raider thì phải bóp pizza nó mới đầy được anh em. Để mình bóp cái coi. Mấy chiếc á? 5-7 chiếc. Mấy xe này nếu mà trong quá trình quay cái bình bình nó hơi yếu em. Dạ. Này em thấy chắc giống hết xăng ấy chứ. Đầy lâu rồi. Rồi. Mấy tháng mùa dịch thì anh em cũng thông cảm cái vấn đề này ha. Còn chi tiết máy thì để hỏi anh coi sao. Xe này đời 2016 nha anh em. Dạ 2016. Giá nó là 22.500. 22.500. Còn anh em góp là đưa được 2 triệu là rít xe về. Dạ. Đó thì đời 2016 thì nó có cái khóa từ này anh em ha. 2016 thì nó có khóa từ, còn những cái đời thấp hơn thì nó không có. Đây là máy zin nha anh em. Dạ giá rồi. Đó là máy zin. Còn có chiếc 19 triệu là máy rớt im. Dạ rồi, 22.500 ha. Dạ đúng rồi. Bao ship luôn. Còn nếu anh em lại trực tiếp tại cửa hàng thì mình còn giảm còn bớt. Đúng rồi, cũng có bớt chút cho anh em. Rồi. Xăng cồn nhất nhau cho anh em. Dạ rồi, ok anh. Có ship được anh em ơi. Rồi. 135 có chứ, chờ mình tí ship. Có đúng rồi, có một chiếc xanh trắng là dạ. Bánh căm, xe đó giá 16 triệu. Rồi. Chút quay cho anh em coi. Rồi, chờ mình tí xíu chút mình quay cho. Còn đây, con này là con ẹt mẫu 11, đời 11 14 mà mình xuống áo đúng không? Đúng rồi này 212 xuống áo. Sao đẹp dữ vậy ta? Đó, quay kỹ những cái mẫu này nè cho anh em coi. Anh em thường là chuộng lắm. Thường là mẫu đời 11 với 14 thì có giá trị nó thấp anh em thường hay xuống áo như thế này. Xe nó đẹp. Đó, xuống mà rất là liền lạc máy riêng nha anh em. Cụ thể là con này đời nào mình xuống vậy? Cái này là đời 22 xuống. Đó. Đây anh em nghe máy ha. Cái máy thì mình nghe im ru à, còn cái bô thì nó có móc nhẹ đúng không? Giá nó là 19 triệu nha anh em. Dạ. Rồi. Áo bằng đẹp. Con này 19 triệu anh em ha. Cái biển số nó ở đâu đây ta? Biển số là 61E124410. Đó. Bình Dương nha anh em. Ok anh. Còn mà anh em muốn rút hồ sơ thêm 1 triệu nha. Hàng rút hồ sơ cho anh em. Hồ sơ là thêm 1 triệu. Quay chi tiết cái xe cho anh em coi đi camera ha. Rồi ok. Rồi tiếp theo xong thì mình qua tới con Satria này camera. Con Satria này đời nào anh? Cái này là Satria 2019. Satria 2019. Đó. Có sơn cái cặp mâm màu bạc anh em ha. Đó đi bộ đồ nha anh em. Dạ. Bộ đồ. Bộ tăng tốc luôn. Dạ. Đó. Đây đi bộ tăng tốc e trụ ha. Dạ bộ đồ nè. Bộ cozy gì nè ha. Con này thì còn cái tiêu. Anh em muốn lớn thì về nhà tháo cái tiêu ra luôn. Đó. Còn anh em nào mà giá bán là 38 triệu nha anh em. Dạ. Cuối 29. 38 còn triệu. Anh em nào muốn gắn bộ e với gắn bô vô thì hàng gắn cho anh em nha. Dạ. Con này thì 38 đúng không anh? Ừ 38 triệu. Đây. Anh em nghe cái máy con này coi sao nha, anh em đánh giá cảm nhận giùm em cái nha. Hả? Cái gì chứ? Ốc máy full xe la da luôn nè anh em ơi. Đúng rồi, ốc máy full xe la da luôn. Nhưng mà ra không nhắc là cô không thấy luôn rồi. Là sao? Ốc máy full xe la da anh, ốc kiểu anh. Ốc kiểu. Ốc kiểu ha. Anh ra ốc kiểu chứ anh không biết ốc kiểu gì. Dạ. Máy thì... Trên thùm lum đây nè. Dạ. Trên đây thì có một con ốc cổ rồi. Rồi, có lên cái chắn đầu, cái chắn gió đầu đèn nữa ha. Máy thì em ru, bô rồi nổ tê tái luôn. Con này là 38 triệu. Biển 37 Nghệ An hay là 2. Cái bô tầm nhiêu tiền ra chắc không nhiêu hả? Chắc mấy trăm ngàn thôi. Không đâu anh. Anh em mình hàng cũ, anh em mình nghề thì nó mấy trăm thôi chứ mấy bạn mua tiền triệu mấy, 2 triệu mấy không á. Đó, anh em rồi biết cái giá trị cái bô cô này nhiêu, bình luận vô cho anh em mình biết luôn cái. Biển số là 33L128872 nha anh em ơi. Máy móc là nguyên hết đúng không? Đúng rồi. Rồi. Cái giá thì anh để ra là 38 triệu. Rồi những cái chế độ bảo hành bên mình thì anh... Thì nói chung là mấy xe là máy zin là bảo hành 1 năm. Dạ, máy rớt thì 6 tháng, nói chung là vậy. Tuyệt vời ha, máy zin là cứ 1 năm. Còn máy đồ thì bao ra khỏi cửa hàng thôi nha. Dạ rồi.
máy rin là 1 năm, còn máy đã làm lại rồi nhưng mà làm rin thì là 6 tháng, còn máy độ là không có bảo hành. Đó, nó rõ cho anh em biết ha. Rồi kế bên đi camera của một con Rider Sun Cơ nè, con này dán keo trầm không mà thấy không, con này dán keo trong hay keo trầm anh? Keo trầm, keo trầm, trầm hay trầm? Keo trầm nè. Trầm trầm thì dán trầm trầm anh, màu gì không để ý luôn. Dạ không quan trọng gì. Trầm trầm biển 62 Long An anh em ơi, 15657 5657 số tiếng ha. Bánh nhẹ nhàng nha. Rồi giá 19 nha anh em. Con này là 19, nấu được không anh? Anh bấm giùm em được, cái ba con ốc Calaya nè. Ba con ốc Calaya. Im, bao tay Daytona luôn ha. Chắc cái này xăng cổ yếu quá. Rồi, bao em cho anh em. Ông mượn đây. Máy thì mình nghe im ru à, còn cái bôi thì nổ hơi bị tê ấy nha. Đó, anh em nghe máy nè. Rồi, mình để là 19 phải không anh? Đúng rồi. Dạ 19 triệu anh chị nha, còn bớt. Anh em nào có thắc mắc mình cứ comment nha. Chắc buổi trưa anh em làm biến comment hay sao không thấy ai comment hết ta. Rồi, 19 triệu đồng. Rồi, kế bên con này là con Rai Sun Cơ luôn. Cũng 26 luôn nha anh em. Dạ, cũng 26 luôn. Đúng là đồng giá với chiếc kia luôn á, 22 năm. Biển 86B2 30171 anh chị, cũng 26 luôn. Bao nhiêu chứ anh? 22 triệu 500. 22 triệu 5 nè, em nổ máy cho anh chị nghe nè. Xăng gỗ đoạn yếu thì các bạn thông cảm nha. Xăng giờ con nào mình thấy nó cũng chớp á. Mấy tháng dịch mà để xăng trong nhà thì nó cũng nguy hiểm lắm. Máy móc là rin hết không anh? Đúng rồi, máy rin. Rồi, chỉ có xe này là máy máy chạm. Chỉ có con đó thôi phải không? Vậy là con đó bảo hành 6 tháng đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi 22 triệu 5. Ừ. Rồi, 22 năm luôn anh em ha. Ok nha. Rồi camera em qua bên đây nè, tới cái con Sonic nè ha. Sonic con này biển 60 Đồng Nai F2 83966 nha. Giấy biên hòa nha anh em. Dạ. Thành phố Biên Hòa, giấy phố Đồng Nai. Có giá trị 18.994 cây ha. Máy thì em ru không vấn đề. Này thì mình để ra bao nhiêu anh? 38 em, giấy phố. Xe này giấy phố nha anh em. Anh em dạ. Nào mà ở phố thì đăng ký 1% rồi túng thuế. Dạ rồi. Cái gốc của nó là cái đăng ký đầu cái gốc của nó đã là giấy phố dạ, rồi thì bây giờ về thành phố hay là về huyện tỉnh gì á nó cũng được 1% rất là dễ anh em. 38 triệu thì nếu mà các bạn mua tiền hiện anh mà người ta kẹt một vài triệu thì anh có thể cho thiếu là được. Đúng rồi, đúng rồi. Hợp lý. Được đúng không? Đúng. Rồi. Chú anh em nào thích thì dù như thích mà chưa đủ tiền thì có thể cho thiếu. Dạ rồi. Hoặc là cọc trước giữ xe cho 1 tháng. Rồi, chẳng hạn như giờ vậy mình chưa tới lương nè, hoặc là mình chưa đủ 38 triệu. Bây giờ mình có 2-3 triệu, 4-5 triệu gì đó. Mà tháng sau thì mình lại đủ thì bây giờ mình có thể cọc là cửa hàng sẽ giữ xe đúng cho rồi, mình một đúng tháng rồi, đúng rồi, giữ cho tháng. Còn nếu mà mình con này 38 triệu mà mình không đủ 38, mình có 35-36 gì đó đúng, thì hợp lý thì cho dự cà vẹt lại cho dạ thiếu. Rồi ok anh, vẫn cho thiếu cái vấn đề đó ha. Còn anh em cứ đọc comment đi tí mình trả lời cho ha. Rồi kế bên là một con Satia, con này đời nào anh? Này 2020 em. Dạ 2020, biển số là của Thủ Đức luôn ha. Đúng rồi, số Thủ Đức, số mình về nhớ luôn. 61213 1213 anh em. 61213 ha. Ốc tá thì mình thấy còn sáng này nha. Không, xe đẹp. Đó, ốc tá thì mình thấy còn sáng nha. Có sao chia sẻ về cho anh em. Xe là đang trầm keo luôn anh. Keo đúng rồi, trong nè. Keo trong luôn. Dạ anh em thấy không? Đang bọc keo nè. Cái dạ, này nó là 38 năm nha anh em. Keo này còn mới nè, giờ mình tự lột nó không có dính vô vàng áo lắm đâu ha. 35 ha anh. Ba mấy? 38 năm. 38 triệu năm. 2020. Còn hai chị anh em nha, 38 năm nha. Cha tri 2020 385 đã quá ta. Máy em ru rồi anh em ơi. Mới lên là cảm nhận được rồi đó. Đâu tắt rồi. Mới nổ mà. Không phải bình dưới. Rồi anh em nghe máy này ha. Em ru luôn nha anh em. Cái máy của Suzuki thì nó đặc biệt là nó rất là trâu bò luôn. Nó lì lắm. Mà xe này mới có 10 mấy ngàn cây thì không có nhầm nhò gì hết. 38 triệu 500. Biển số Thủ Đức. Bây giờ anh em mà đem về huyện hay là tỉnh, thành phố gì á thì đó cái tiền ra tên mình rất là thấp ha. Rồi bây giờ mình lên phía đầu anh ha. Đúng rồi, mấy con phía trước đầu cho anh em xem. Xong.
Rồi bắt đầu là chiếc CX đi ha. Dạ. Xe độ hả? Bên cửa hàng mình chắc không có xe độ quá. Đúng rồi, không có xe độ. Bên cửa hàng không có xe độ anh em. Xe độ mà lấy chiếc Raider đó chạy còn hơn như xe độ nó mạnh lắm. Dạ rồi. Cái con Sirius này là đời nào anh? Sirius là tháng 10 2020 nha anh em. Bạn ơi, cửa hàng này là nó chính giá với Bình Dương không? Có bạn ơi là có ship chứ. Bánh mâm thăng đĩa, nói chung là ship toàn quốc cho anh em. Ship toàn quốc, mình không có phải lo đâu, nhưng mà quan trọng bạn ở đâu Bình Dương nè. Nếu mà ở gần đây là anh chạy qua cho bạn luôn. Kế bên, tại vì đó. Ở đây là giáp với Bình Dương mà. Con này ken quá ta. Này là con này quá đẹp luôn, 2020. 2020 đó. Quá mới. Ốc tán á, camera quay kỹ cho anh em xem. Ken xà beng luôn. Rồi. Xe này như là hồi nãy còn 2 chìa khóa luôn. 2 chìa ha anh. À, dạ. Nó rất là đẹp. 2020, ốc tán thì còn sáng trưng luôn. 9318 cây. Cái xe này mới mua tức thì luôn. Dạ, yeah, đẹp lắm anh chị. Rồi có thấy gì chị? Chống dạ, chống trộm thì quẹt cho tùm lum nè. Có chống trộm thẻ quẹt thẻ. Ừ im ru. Chẳng nghe gì cả anh em ơi. Quá mới. Đã đời luôn. Con này thì mình để nhiêu anh? 17 triệu em. 17 triệu ha. Anh em mua xe mới thì có thể xe mới là 25 triệu. Dạ. Đó, anh em mua xe mới thì có thể để ý qua con này nha. Vỏ bọng rồi thì đường chỉ gai rồi còn nguyên luôn. Rồi, con Vision này biển số Dĩ An Bình Dương nè. 61D1 5541. Đời nào vậy anh? Xe này đời 2015. 2015. À, thì anh để ra bao nhiêu? Đó, xe này là dán keo nguyên chiếc, xe này bán giá là 17 triệu 500. 17 triệu 500. Cũng phong mới nha anh em. Dạ. Giá không êm quá không? 17 triệu 500. Các bạn mua thì đưa lại, đưa cho ảnh 2 triệu rồi lấy được con xe này về rồi. Đó, còn có những bạn đây bình luận nè là trả trước không bạn? À, anh đó. Chia sẻ là cái vấn đề mà trả góp bên mình mà trả trước tối thiểu á cho các bạn. Ví dụ như mấy chiếc xe mà tầm giá 30 triệu là anh em đưa trước 2 triệu là nhận dạ. xe về. Dạ. Đó. Còn mà xe mà 40 triệu, 50 triệu thì đưa trước ít nhất là 5 triệu. 5 triệu, đó. Ok anh. Còn đó. Lại những xe thắt cái gì thì anh chị em là ngân hàng hỗ trợ được cho 40 triệu. Còn dạ. lại là thanh toán số tiền còn lại. Dạ rồi, ok. Xe thì giá 80 triệu thì anh chị em đưa trước 40, còn là 40 góp ngân hàng. Dạ rồi. Còn những cái xe nào mà tầm 30 triệu đổ về, 30, 29, 28, 27 đổ về anh em thì chỉ cần trả 2 triệu như, là được. Như trước này đi, là 2018 150 CBS. Dạ. dạ. Bán với giá là 79 triệu. 79. Thì anh em đưa trước 39 triệu đi. Dạ. Còn là 40 triệu là góp ngân hàng. Dạ rồi. Còn okay, tiền lời tiền lãi suất kỳ đó anh em phải làm việc bên ngân hàng nha. Dạ. Con này anh mới nói em là mười mấy chứ? 17 năm. Có 17 triệu 500 à. Ừ. Ôi da, Vision này mới mua hồi sáng chưa rượi hết. 25. Đợi 25 ha. 17 triệu 500 à. Anh em nha. Được chứ? Đó, này mới lột keo chưa có ấy con keo này á. Không có xe này đẹp chứ, nếu mà giá 17 năm là tuyệt vời chứ. Đúng, máy êm cực kỳ. Máy là êm đúng không anh? Ừ, máy zin. Bỏ hỏi bạn. Nếu mà máy êm nữa là ok thôi, chứ cái xe này thì cái dáng ngoài mà 17 triệu 5 thì chắc là anh em muốn mua chắc kiếm là cũng khó à. Nổ được không? Nổ cho anh em mình nghe luôn cái. Chứ cái máy nhà cái xe như 17 năm đã quá. Để nổ máy cho anh chị mình nghe luôn cái nha. Đó, không nghe gì trời. Quá em. Máy móc mình có làm chưa? Không, máy zin bảo hành mà bảo hành 1 năm mà máy zin. Gì 17 triệu 5 đã vậy anh em. Ok ha. Chiếc này là tuyệt vời. Rồi ok em, được rồi. Xe đang bọc keo anh mới gửi, chưa có đánh báp lại luôn á. 17 triệu 500. Rồi, kế bên là một cái con AB. Mẫu này là đời mấy anh? Không, cái đó bán rồi em. Bán rồi hả? Chứ bán này. Rồi bán rồi thì mình cho qua. Nợ xấu thì chắc chịu rồi. Nợ xấu chịu rồi. Nợ xấu là không được anh em ơi. Nợ xấu mua tiền mặt thôi. Dạ, nợ xấu chỉ còn đường mua tiền mặt anh em ơi. Còn bây giờ cái chiếc này anh mới nói là 79 triệu luôn. Được, 79 triệu 150 CBS, biển số thành phố nha anh em. Dạ rồi. Ngay chủ ký giấy. Biển số quận 9 luôn. Đó, gốc là gốc thành phố rồi thì anh em không có lo vấn đề mà về mình sang tên nó nhiều tiền nữa đâu ha. 79 thì anh em muốn mua trả góp thì phải đưa 39 triệu lần ha. Rồi. Còn vấn đề mà ra tên hay rút gốc thì bên cửa hàng vẫn hỗ trợ, nên là anh em cứ yên tâm vấn đề đó. Chuyện dễ luôn. Rồi. Rồi tiếp với xe cày bừa nha anh em. Xe rồi. Này con QS. QS 2010 đúng dạ. không? 2010, 2010 đúng không? Biển 61Z15918. Xe này máy móc riêng nhưng dàn ngoài mới sơn lại nha anh em. Dạ. Máy móc thì còn, nhưng mà dàn ngoài thì xử lý lại cho đẹp anh em rồi. Đó, dán tem vô là đẹp luôn. Cho anh để ra nhiêu? 8 triệu rưỡi. Rồi 8 triệu rưỡi tính tiền tem chưa? À, tính rồi. Là 8 triệu rưỡi là có tính tiền tem luôn rồi nha. Rồi 8 triệu 500 ngàn anh em nha. Bánh căm thắng đĩa. Đó, căm trứng chì hết rồi. Gian ti ngọt ngào anh em nha. Xe còn đang nổ á nha anh em. Nghe còn đang nổ nha. Máy zin mà. Rồi em máy zin em rua nè, quay theo cái tay nè. Đưa cái tay lên luôn nè. Xe đang nổ nha. Rồi lên tay ga nè. Đó.
Kim Ru ha. Rồi 8,5 triệu. Còn con Winner X này anh? Winner X là 2020 nha anh em. 2020. Bản này là bản thắng ABS luôn phải không? Bản thắng ABS. Biển Đồng Tháp anh chị, 66B223708. Biển Đồng Tháp. Con này là ABS nha. ABS. Còn giá nó là 29,5 nha anh em. Con này anh chưa rửa đúng không? Ừ đúng rồi, 29,5. Này rửa là mình nghe chắc là sẽ bóng mới rồi, 29,5 triệu. Cặp kiến còn đủ thì anh em biết rồi đó. Đúng rồi, xe mới rửa. Rồi, 29,5 triệu. Nếu mà nhiệt tình thiện chí gì lại 29 bán không? Đúng rồi, bán chứ. Bán luôn. Rồi, anh chị nào đang coi thì mình có những câu hỏi nào thì mình cứ đặt ra đi. Trời ơi, thoải mái mình bình luận với nhau đi. Cái này là video trực tiếp, mình trò chuyện trực tiếp luôn chứ không phải phát lại đâu mà lo nha. Nhiều khi các bạn sợ mình phát lại nên là không có bình luận, coi là đang trực tiếp luôn thì các bạn cứ bình luận thoải mái vào trong đây ha. Rồi, có AB này là nào anh? AB này 26 em, máy dạ. Morin, dung là xe đẹp á, mới mua chưa rửa luôn á. 26. Nhìn trắng tinh. Trắng tinh. Biển Kiên Giang nha, 68D1 32067 nè. Nổ được phải không anh? Đúng rồi, nổ ngon lành. Máy gì cực kỳ ngon. Luôn. Được rồi, rất được rồi. Dòng AB thì cực kỳ êm rồi. Khỏi bàn luôn. Anh em nghe thử cái máy giùm mình đó. 25 năm nha anh em. Dạ. 2 triệu rước xe về. Rồi anh em sao, cái con này giờ anh em chỉ cần có 2 triệu chứng minh bằng lái là anh em lại đây bưng về, còn nếu không có chứng minh bằng lái thì chứng minh hộ khẩu, hoặc nếu mà hộ khẩu gốc mình khó lấy quá là photo công chứng trong vòng 3 tháng được luôn phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Đó, con này 2 triệu anh em bưng về tuyệt vời rồi, có 25 triệu à. Rồi biển Kiên Giang ha. Rồi xong tí em ra em quay sơ hàng biển số giùm anh cái nha. Đây là con AB đầu bò nè anh chị. Rồi AB đầu bò 22 khóa lớn dạ. Nha anh em. Dạ, khóa lớn này nè, khóa lớn tìm xe đó, tìm khóa remote đó. Đó, xe này bán giá là 12,8. Máy móc zin, xe cũng sạch sẽ. Con này là biển thành phố luôn nha. Biển 59S1 65857. Dạ rồi. Cũng nổ máy để anh chị mình nghe luôn à. Sao nó im ru hả ta? Cũng là bảo hành 1 năm đó anh, nếu mà máy zin vậy đúng không? Bảo hành 1 năm. À, con này anh nói mười mấy chứ? 12,8. Có 12,8 rồi. Thông thường ở Sài Gòn á, anh em mà muốn mua con này ít nhất nếu mà rẻ lắm thì cũng phải 14,5 triệu tới 16 triệu đó. Con này là chỉ có 12,8 triệu thôi. Rồi 12,8. Đó rồi, em ra sao nè em. Đó anh em có thể coi lại cái hàng phía sau đi lên nè, xe mình thấy rất là ưng ha. Đó em cứ quay đi lên cho anh chị mình theo dõi đi em. Đó mình quay qua taxi road cho mình đi lại. CBR 150 đời 2008 là không có rồi bạn Tuấn Trần ơi. Còn cái R15 à, 2019. Dạ. Ad nhỏ thì mình không có, nhưng mà mình có ad đời 2014, 2011 đó, 2014 mà mình xuống áo ad nhỏ là 19 triệu có. 19 năm á. Đó. Đó, mình vô trong mình quay coi ad nhỏ sơ là một cái đi em. Rồi, vô trong luôn anh. Rồi, cái con này là anh nói là đời 22 mình xuống áo đúng không? Đúng rồi, 22 xuống áo. Đẹp, gan xà beng luôn nè. Đó, 19 triệu, anh em ha, 19 triệu. Sonic hả bạn? Sonic thì cửa hàng còn có con đúng không anh? Đúng rồi, còn con. Nãy mình mới vừa quay là con số Biên Hòa luôn á, 60F2. Là con đó anh nói bao nhiêu chứ? 38 triệu. À, Sonic là chỉ còn có con thôi là 38 triệu đó anh em. Rồi, em zoom được là em camera cho anh em đó, quay sơ cho anh em coi tại nãy mình quay lại rồi đó. À, Rebel hả? Rebel không có anh Tiền Nguyễn ơi. À, bây giờ mình quay cái con Future đằng LED nè ha. Con Future đằng LED bao khoang nè, bánh căm, thắng đĩa nha. Cái này không có chìa khóa đây ta. Có đây. Đây xe 2020 nha anh em. Dạ. Dán keo nguyên chiếc. Rồi, giá nó 24,8. Biển Kiên Giang 68 anh em ơi. Nhìn quá, quá mới, quá mới. Nó keo sọc keo luôn nè. Ha. Đang bọc keo mà chưa gỡ hết nè ha. Đây, anh gỡ mới trên đây cho anh em này, còn phần dưới này không? Nè. Cái này giờ gỡ ra thì xe mới sao nó vậy thôi anh em, chứ nó đâu có khác cái gì đâu. Máy thì em ru luôn. Rồi, anh để ra bao nhiêu anh Hoàng Anh? 24,8. 24,8 triệu. Ừ. Rồi, quay chi tiết xe đi em. Xe này là cũng chỉ cần có 2-3 triệu đưa trước là mình cũng có thể là lấy về là vô tư rồi nha. À, cái con ạc nhỏ mà đời này nè, là máy còn riêng phải không? Đúng rồi, mà máy riêng, 19,8 máy riêng. Dạ rồi. 19,5. Con đó còn máy riêng đó anh Hậu Trần ơi. Future X mình không có phải không? Có fuel nail à? Anh thấy là bên cửa hàng có fuel nail thôi. À, vậy có tàu Lotus Rebel Lotus gì đó hả anh em, mấy xe Trung Quốc mà, mấy con xe Trung Quốc đó mà không có anh em ơi. Rồi để anh gửi hình này cho anh. Dạ rồi ok anh, để anh Hoàng Anh chụp cái hình cái chiếc xe cho anh em cái gì rồi. À, mình tiếp tục ha. Đây em quay giùm anh cái con này, con BS nè. BS là máy nhập Ý đúng không ta, hay mình biết là máy nhập Ý đó nha. Cái con này là biển số 59E1 á,
anh em bình luận mạnh mẽ lên coi, trời ơi sao coi mà không bình luận buồn hiu à, để anh em mình có cái trò chuyện chứ. 59E1 11 79 79 thần tài luôn. Cái này thì mình đoán là những cái dòng này thì ít gì cũng phải là mấy anh phải trung trung tuổi đến, mấy chú là sẽ rất là thích cái dòng này. Còn chẳng hạn như giới trẻ anh em mình thì nhiều khi không được chuộng, anh giới trẻ mình về cho cái thác không à. Anh em nghe ha, Winner B1 tầm hai mấy, trời ơi vô tư có luôn bạn, chờ mình chút, nó nằm đóng kìa. Đó B1 có kìa, chờ mình tí. Ủa con BS này là theo em biết là như là máy móc của nó là nhập ý mà đúng không anh? Đúng rồi, máy nhập ý, xe nhập ý mà. Dạ xe nhập ý thì con này là 150. Đúng 150 nhập ý. Bây giờ máy móc nó còn riêng không hay là không, làm xe rồi? Xe này có làm rồi em. Dạ. Chung là có làm rồi không biết luôn nha, chắc là. Chứ giờ này mà mấy con xe này máy riêng là phải coi kỹ hả? Không có dòm luôn, nhưng mà nghĩ dạ. Là chắc làm rồi. Dạ. Vậy gì không làm ha? Dạ. Cái xe này là bán 33 triệu nha anh em. Dạ 33 triệu mấy anh. Biển số là rất là đẹp nha anh em. 59E1 1179 thần tài nha. Rất là ok luôn em rồi. 30 mấy chứ anh? 33 triệu. 33 triệu ha. Rồi ok, mình qua con bên đây, con AB. Con AB này thì sao đây? AB 2014 chìa khóa lớn. 2014, quay cái chi tiết con xe cho mình cái nha camera. Rồi ok. Đó, giá nó là 20.5 R1 nha anh em, rất là đẹp. Biển số là Quảng Bình, quê ta. 73E1206173. Đó, còn remote còn bấm lên đèn nha, kiến riêng còn luôn. Anh chị em nhìn hình chiếc xe rất là có tài nha anh em. Dạ. Đó anh chị coi ha. 20.500 đúng không anh? Đúng rồi. Có 20.500 anh chị ơi. Mấy con này giờ chỉ cần đưa trước khoảng tầm 2 triệu là anh em mua được vô tư ha. Rồi ok. Mình qua con bên đây là con SH này là Việt Nam mình lên Ý đúng không? SH này là 2013 150. Dạ. Lên áo Ý, lên quad smart cây. Dạ rồi. Giá nó là 65.500. 65.500 anh chị. Thông lên. Thường thì SH là đời 2013 nó sẽ không có khóa smart cây. Nhưng mà con này đã lên luôn khóa smart cây rồi nè anh em ha. Đây. Con này đã lên được cái khóa smart cây nè anh chị thấy không? Ok ha. Giờ lên nguyên cái dàn áo màu Ý luôn rồi ha. Đây. Đó, kẻ màu đen sport luôn. Thì giá mình để con này là 60 mấy chứ anh? Sao mấy? Sao mấy? 65 chiếc này hả? Dạ. 65 năm. 65 năm biển 93 Bình Phước. 11088 anh em ha. SH Ý kìa anh. À cái con này là đây nè, đây mới là SH Ý nè ha. Con này là SH Ý nè, còn đó là Việt Nam. Ờ con đó là Việt Nam chứ đâu phải tên nhận Ý đâu, mình nhầm nha, xin lỗi anh em nha. Con đó là Việt Nam nha. Cái này Việt Nam, con dạ này rồi. Mới là Ý, hai này, là năm này phun xăng này. Này mới là Ý nè anh chị ha. Đó, 51.500. 51.500, ở thắc Ý có 51.500 thôi đó. Đó. Rider có bạn, camera quay sơ cái hàng Rider cho anh chị coi, từ 19 triệu là mình có Rider rồi. Rồi còn có thắc Ý này, đời 2005 có phun xăng là cuối 2005 á, biển 59D1 Tân Phú nè. 14406. Ad nhỏ mình mua về trời. Mua về trời làm giấy lại được không anh? Em sợ không. Đó, cái đó là bình thường anh em, không có công an là bắt hết á. Đâu ai bắt? Trời ơi là trời, sợ cái gì anh em, mấy xe đó bình thường. Chạy bình thường anh em ha, không có gì hết. Còn anh em nào muốn sang tên thì thêm 1 triệu rút hồ sơ đúng nha. Rồi, cái xe đó không sao bạn ơi. Anh em sợ là ẹt đà cao mà xuống áo nhỏ, không sao hết ha. Rồi, con Vision màu trắng, biển 38, Hà Tĩnh C1, 35114. Con này là đời nào giá xe này đời 2019, chìa khóa nha anh em. Dạ, 2019 chìa khóa. 23 triệu. 23 triệu anh em ha. Ok anh. 23 triệu đồng. Anh đây con AB. AB được cái cấp to ha. Ok. Đó, con 2016 luôn. Con này phiên bản chìa khóa ha. Đúng rồi. Biển là 61F1 27503. 2016 mình để ra bao nhiêu? 25 năm luôn em. 25 triệu 500. Đưa trước 2 triệu là anh em lấy xe về, bảo hành là 1 năm. Nói chung vàng vàng này lấy toàn 25 năm hết. Dạ. À, AB cái này cũng 25 năm luôn. À, con trắng này cũng 25 anh năm. Anh em thích màu nào thì ấy màu đó thôi. Dạ, con này là còn cái sổ gì đây, sổ hướng dẫn sử dụng gì nè ha. À, rồi thẻ bảo hành hết rồi cũng còn luôn nè. Kiến thì trong đây luôn nè ha, đầy đủ đồ nghề luôn nè. Đó, đó, mở cho anh em xem luôn. Cái thẻ bảo hành liên hết đó anh em. Là có thẻ này anh em chỉ cần vô hết là hết nào cũng bảo hành được là còn luôn nè. Cái này thì chụp vô cái ốc rồi. Ok, biển số 61D1 72183. Anh để là 25 năm luôn nha. Đúng rồi. Rồi bên đây. Con Ly 125 biển Đồng Nai 58646 nè. 2015 giá nó là 198. 19 triệu 800 anh chị ha. Ủa sao các bạn nãy giờ không bình luận gì ta? Rồi ok ha. Chắc giờ đang buổi trưa hết rồi. Dạ. Gần 2 giờ rồi mà. Dạ.
Đây là con R15V3 biển 36B7 37489. Con này thì có đi cái chống đổ nè, rồi cái đèn xi nhan phía trước. Con này máy móc còn riêng hết không anh? Đúng rồi, máy riêng 29, máy riêng hết rồi. 51 triệu nha anh em. 51 triệu anh em ha. Anh em nào muốn rút hồ sơ thêm 1 triệu. Đây, mình đang quay con R15 cho bạn Trí Võ luôn nè ha. 51 triệu 500. Ok nha, nổ máy được không ta? Được em, được. Nổ máy cho anh em mình nghe luôn nè. Đó, để cho bơm nhớt một hồi dây của mình nè, mòn nè anh cái cho anh em nghe ha. Xe Noya, xe Noya là không có nha anh em. Rồi, ok, mình xuống phía dưới ha. Phía dưới là Winner, có quá trời là Winner với Ad nè, nãy giờ anh em hỏi nè. Ngoài đây có một con Win nè, Win Trung Quốc ha anh. Win Trung Quốc, nhưng mà xe nó đẹp lắm. Dạ. Win Trung Quốc mà đường vậy là quá đẹp rồi. Đây thì mấy anh, mấy chú nói mấy dòng này lắm. 6 triệu 8 nha anh em. Dạ, 6 triệu 8 anh em ơi. 6 triệu 8 6 triệu 8, bánh mâm luôn nha. Máy là cực kỳ ngon nha anh em nha. Rồi. Máy là bảo hành cho anh em 1 năm á, máy ngon lắm. Dạ rồi. Win Trung Quốc mà anh dám bảo hành 1 năm là coi như là máy này chắc lắm á nha anh em. Máy chắc lắm. Như số 7 này cái gì này, đầu lòng phim Thái này. Dạ chắc, rồi, con này ha. Đó. Rồi. Con 7 đầu lòng phim Thái thì anh để nhiêu? 12.8. 12 triệu 8 anh em. Có vô cái đầu lòng thì anh em thấy đó, có vô luôn cái đèn trước thì rất là ngầu, dán cà phê kìa. Nobu 5 là không có ha. Nô 5 có, em có chiếc. À, Nô 5 có, anh con heo này, chờ em tí xíu nha. Anh con heo Hoàng. Có Win bô xăng lửa không anh? Bô xăng lửa là xe độ đúng không? Xe độ thì anh em chờ vài hôm sau đi, ngày mai mình có clip, còn hôm nay là cửa hàng mà Hoàng Anh thì không có xe độ. R15 thì mình mới vừa quay, Nô ra thì không có, em chào anh Quý Lê ha. Rồi, quay con Nô 4 đi em. Đó, anh chị cứ bình luận thoải mái vô trong đây giúp em nha. Đó. Con Nobu 4. Con này phải bóp thắng cái hả ta? Ủa rồi, con này chắc là hết xăng rồi anh chị ơi. Nobu 4. Biển số là 4. Dạ em có làm rồi chị, em cảm ơn nha, em đang bận lắm. Dạ. 84 Bạc Liêu D1-01479. Rồi. 6 triệu rưỡi nha anh em. Con này có 6 triệu rưỡi cho anh chị nha. Con này 6 triệu rưỡi anh em ha. Ừ, cái này rồi. Chắc bệnh nó yếu sao lâu rồi. Dạ. Mua về đi làm, đi cày bừa là mấy con này trời mưa đặc biệt là đi nó đỡ dơ luôn anh em. Tay ga hen có cốp đồ, mình để đồ rất là thoải mái. Bên đây con BCX màu cà phê, biển Long An. À 03641. Con này đời nào vậy anh? Đời 2011 em. 2011. 2011, bây giờ 2011 giá nó bán là 228. Máy móc có làm gì chưa không, ta? Máy zin. Máy móc zin. À, Jupiter MX hay là Rabita thì mình không có rồi. Anh em chờ clip chiều nay mình ha. Moto Rebel thì không có nha anh Trâm Anh ơi. À, Trân Anh này ha. Rồi Future Nail đời thấp. Future Nail. Có chiếc Future Nail đời thấp nè. Đây mình qua luôn đi em. Đời thấp mà giá rồi. Không thấp nha anh em. Tại xe này nó gắn biển số là 6878 nha anh em. À 6878. Với lại xe này là giòn nguyên con mới. Đồ zin hết luôn. Giòn. Thay áo mới rồi, mọi thứ là vô thay mới rồi hết luôn á. À, xe này giọng mới thiệt anh em ơi, tới cái dí của nó cũng thay luôn mà. Mới tin à? Giá nó 26.8. Giọng mới anh, giọng là giọng ra ngoài hay giọng từ trong ra ngoài luôn? Từ trong ra ngoài luôn. À, giọng từ trong ra ngoài là máy móc dần áo quá kiểu là máy cũng làm lại luôn rồi. Ok ha. Đời mấy anh? Đời 2007. 2007. Giá nó 268 nha anh em. Số đẹp, giọng phim mới. Dọn phim mới thì 26.800.000. Anh em nhìn ha, bánh mâm thắng đĩa dọn phim mới ok rồi đó. Biển số thành phố 51V36878. Dạ anh ơi, anh Tân Anh ơi, những cái dòng mà Rebel hay là Phantom gì mấy cái dòng đó không có anh ơi. Mấy dòng mô tô mà kiểu dạng Rebel Trung Quốc hay là Phantom Trung Quốc đồ là không có anh. Mấy xe đó xe Trung Quốc là mấy anh là 22 anh em. Dạ. BCX là 228 đúng không anh? Ừ, đúng rồi, 28. Rồi, con này là 268. Bên đây là con Winner V1 nè, có vô cái bô đất leo nè. Con này biển 67 An Giang, C1 42781 nha. Bây giờ mấy cái xe này đời mấy cũng nhớ luôn đó. Con này chắc em nhìn cái form là 16 17 á mà không biết cụ thể là nào. Để rồi coi. Này chắc nhớ nhìn này như 20. Form này form 27 mới đúng không? 27 anh đúng rồi, 27 anh. Con này đời 27 nha anh em ha.
Đó, anh thấy xe đâu quá đẹp luôn rồi. Dạ, BCX thì mới vừa báo lại rồi, 228 đó. Con này vô cái bô đất leo nên mình nghe tiếng bô rất là thấp đó. Đã anh em ha, cái bô đất leo đã. Ồ, vô cái tay thắng nữa hả ta? CRG là cái gì ta? Ồ, Rambo ha, Rambo. Bộ tay Bider. Cái này chống đổ gì thì không biết. Giá con này là anh để ra nhiêu đây? Nó giá là 25 năm anh em ơi. 25 triệu. Quá đẹp luôn. 25 triệu rưỡi. À. Giờ 2 triệu là em bưng con này về được rồi đúng không? Còn muốn rè chiếc này này, 2028 này. Cái này 2028 không? Anh à. Nãy mình nhớ là có mấy anh em kêu mình quay mấy con mà giá rẻ rẻ hay ít hơn chút là con này. 2028. Mà xe này đăng ký tới 221 luôn nha anh em. Ồ. Vậy đã qua hai đời chủ hả ta? À, đúng rồi. Biển 94K2-12881 ha. Xe rồi. Này mai mốt thay cặp giò cho khách dạ. Để mòn quá. Con này thì 22.800.000 anh em. Đó, quay chi tiết cái con xe cho anh em coi ha. Anh Nguyễn Văn Tuấn, để mình cái màu xanh chuyển về Hà Nam được không? Cái màu xanh là cái nào anh, hay là cái Winner? Con nào? Con màu xanh là con nào anh Nguyễn Văn Tuấn ơi? Để màu xanh là Hà Nam, R15 hay là màu xanh nào? Hay là cái con Winner mình mới vừa quay về anh bình luận lại nha. Lên hơn Dream bác ơi. Trần Anh hả? Là sao ta? Chưa hiểu. Lên hơn Dream bác ơi là sao? Chưa hiểu lắm. Chưa hiểu lắm. Anh em bình luận. Đố em mới hiểu được. Em không hiểu. Anh này bó tay. Anh em bình luận lại có dấu ha ấy tí xíu em đọc cho rõ. Lên hơn Dream bác ơi. Bên mình có con Dream nào không? Dream thì có kìa. Hay là không, bác có, này không có Dream, không có Dream. À có chiếc Dream lùng. Dạ. Dream Honda đó ha anh. Phải không? Phải Dream Honda đúng không? Rồi Honda đó. Rồi vậy chờ em tí xíu đi em có chiếc rim lùn nha anh em. Dạ. Màu đen nha, chút xíu quay. Rồi, con này là con Winner X66 V16444. Con này giờ anh để ra nhiêu đây? Cái này bán, giấc này bán giá 27 triệu đi. 27 triệu anh em ha. Ừ. Còn nổ được không ta? Chắc được. Anh em cứ bình luận thoải mái đi nha. Con BZ màu xanh có không? Không có màu xanh. Dạ không có màu xanh anh màu chị. Vàng. Con này là 27 triệu ha. 27 28 27 mua rồi. Là 27 triệu. 27 triệu anh em ha. Rồi, biển số lắp vào Đồng Tháp. Con này là con 2018. 28 đúng không? Tem 2018. Con heo màu đỏ anh em ha. Chữ Winner màu đỏ, 2018. Biển số 78E142069. Rồi. Xe này bán với giá là 268 nha anh em. Biển số Phú Yên anh em nha. Đó. Rồi bà bán 26 luôn đi. Bán 26 luôn bán không? 26 luôn đi. Rồi con này giờ anh xả ra là 26 luôn anh em ơi. Trước rồi toàn bán 27, 28 không? Dạ rồi, con ẹt nhỏ đó còn bớt em định mua về Kiên Giang. Không, cái... bao ship thôi anh em ơi. Là cái con ẹt mà 212 xuống áo 2010 á, là con đó là 19 triệu, rồi 212. Là nếu mà bạn muốn mua về... 19 năm hồi này nó kêu 19 năm. 19 năm hả? 19 năm, 19 năm. Em nhớ nãy giờ có 19 rồi ta. Em nhớ 19, anh nhớ 19 năm. 19 năm hả? Thì bao ship cho anh em. Nói chung thanh niên mà chiếc xe quan trọng gì mấy trăm ngàn. Vậy là con đó là bao về nếu mà bạn mua thì sẽ chuyển về tận Kiên Giang cho bạn luôn rồi với giá là 19 năm đó ha. Đúng rồi. Rồi. Ok. Con này là 26, con kế bên cũng là 218 luôn đó. Bán mà đồng giá luôn đi. Cũng là 26 luôn, có sơn cái màu bạc á anh em. Con này biển 69 Cà Mau S1-46556 nha. Rồi. Anh em cứ mình thắc mắc mình hỏi cái gì mình cứ thoải mái comment đi ha. Rồi xuống dưới đi bạn camera ơi. Giờ thì mình tới cái con quay ở đầu nè, xong rồi mình lại tới 150 bên trong ha. Đó, 163 anh chị đang theo dõi thì cho mình xin like, với lại anh em nào mà có thắc mắc thì cứ thoải mái. Chứ thì đây máy em ru nè, mà đến nay chưa nổ máy này. Con Hunter này biến chưa làm luôn. Con Hunter này nhìn ngầu nha. 14.8. Có 14.8 thôi. Gặp upside down anh em thấy là ok. Trên đây cái gì đây? Bất động sản cho mọi nhà gì đây? Có cái kính chắn gió nè ha, rồi. Kính gù nè, rồi lên cái này thì mình không biết là cái gì nữa, mà lên như thế này mình thấy rất là ưng, rất là đẹp. Mô tô mà làm gì thì đẹp lắm. Chống đổ nè, rồi đặc biệt là cây bô nha. Cây bô này đã vô rồi, đúng hợp với chiếc xe luôn. Bản số là 66 Đồng Tháp 31334. Anh để con này bao nhiêu? 14.8. 14.8 triệu, bây giờ là không nổ được phải không anh? Hả? Nổ được không? Không được, em không nổ được đâu. Dạ rồi, 14.8 triệu anh em ơi. Novo 5 có anh, chờ em chút xíu đi em quay liền cho. Có Novo 5 mà sẽ đẹp lắm nha anh em, 12 năm nha. Con đó đẹp lắm không? Rồi vậy nói vậy để anh em biết con trời ha. Giờ mình qua cái con quay RS đây. Cái này là máy móc riêng nha anh em. Quay A hả? Quay A. Rồi bao nhiêu chứ anh? Giá nó là 9 triệu.
9 triệu đồng xin. 9 triệu. Máy móc kêu qua làm. Ừ, em luôn. 9 triệu anh em. Này 2010. Hậu trần, với lại em cho em hỏi là em mua về đăng ký được không? Em sẽ... Không bạn ơi, được bạn ơi, mình mua về đăng ký bình thường mà công an nào bắt cái gì? Còn nếu không thì bạn để bên cửa hàng họ làm luôn cho mình được mà. Anh này trục bi rồi. Anh này 9 triệu phải không anh? Ừ, 9 triệu. 9 triệu đồng anh em ha. Rồi, kế bên là con RS. RS ha, 59X2 Thủ Đức. 54392. Xe đó là ngay chủ ký giấy nha anh em, từ thành phố nha. Xe này bán với giá là 9 triệu rưỡi. 9 triệu rưỡi anh em. Đó, cái xe này là ngay chủ ký giấy, nếu mà không ngay chủ ký giấy mà không phải biển số thành phố thì nó tầm cỡ 7 triệu rưỡi thôi nha anh em. Dạ, con này thành là, phố nó là vậy biển thành phố. Ok nha anh em ơi. Nhiều lắm anh em, hồi nãy mới quay đó. Nãy mình mới quay quá trời đó, rồi có phía trước cửa hàng nữa, có mấy con giá để rời luôn anh em. 2011, 2012, 2014, 2016 có hết nha. Đó anh chị cô chú mình tua lại tí xíu là có à, mấy cái xe mình thấy nó rẻ quá trời rẻ luôn. Rồi con này là 9 triệu... 9 triệu rưỡi. 9 triệu rưỡi. Bên đây là con ẹt 150. 150, 2015, máy móc zin. Nói chung xe khá, bán giá là 21.8. 21.8, 6771, 71467. Ok nha, mâm sân bạc. Rồi anh để giá nhiêu? 21.8. 21.8 anh em ha. Anh em nghe máy nha. Xe tia nào tầm hai mấy triệu, con này chắc là bạn chờ đi mai mốt khoảng 5-7 năm sau là nó sẽ có thôi. Xe tia hai mấy triệu. Xe tia hai mấy triệu bạn chờ khoảng vài năm nữa thì có bạn. Còn nếu không bạn mua mấy cái xác á thì giờ mình sửa lại thì chắc có. Cần quá. Rồi. Tại dữ vậy. Rồi kế tiếp là con này 150 luôn, chắc 25 luôn quá. 68 Kiên Giang E1 16290. Rồi. 25.8 là 21.8 luôn nha anh em. 21.800. Đồng giá ai muốn thích màu gì ra màu đó. Kiên Giang anh chị nha. À, con cung tay trong giáp hả? À rồi con 135 chờ em tí nha. 16 triệu bánh căm. Rồi con đó thì chờ em tí, còn con này thì có mắt cú luôn nè. Con này bình yếu rồi. Chiếc này bình yếu không ta? Con côn trong vách hết rồi. 94 này đầy mấy cũng quên luôn nè. Con này biển 94K1 40335. Xa tia mà anh em muốn mà hai mấy triệu á, đi mua cái mấy cái xa tia mà hay thầy thì có. Xa tia mà không giấy tờ á, xe ráp thì có. Chứ xa tia là mới giờ hai mấy triệu anh em bình luận như vậy thì đúng rồi, vài năm nữa thì nó có chứ bây giờ thì không có nha. Rồi con này bao nhiêu chứ anh? Cái này là 2016 nha anh em, máy móc rin. Xe này bán giá 23 triệu. 23 triệu anh chị nha. Ừ. Còn chiếc cam nó bán rồi. Máy móc rin đúng không anh? Đúng rồi, mấy dòng này máy móc rin hết á. Dạ rồi. Nhưng mà dân ảo tương đối. Dạ rồi. Còn chiếc cam là bán. À, cam mới bán xong. Bán rồi thì mình cho qua hết, con này nó đẹp rồi. Con này nhìn là biết 28 đẹp rồi, khỏi phải bàn. Xe này đăng ký 29 luôn chứ. Dạ. Rồi, mình qua con 135 này, quay kỹ vô một tí nha em cho anh chị coi. Biển Thanh Hóa 3633 79908. Này xuống cam cam đầm 16 triệu áo sạch sẽ ha. Máy zin 16 triệu, máy zin luôn quá mà. Máy zin. Không biết giờ nổ máy được không à. Này. Ừ. Cái này phải làm cho anh ta. Dạ. Thôi, bao máy móc zin cho anh em nha. Điện thêm dạ cho anh em. Còn cái vụ đề kia làm lại cho anh em. Dạ rồi. 16 triệu thôi. 16 triệu anh chị nha. Con này 16 triệu. Rồi, mình ra phía sau anh chị nha. À Sibo thì không có anh ơi. Sibo 110 hế hải quan chính ngạch thì hiện tại bên cửa hàng không có bán hay thầy nha. Rồi mình xuống đây mình quay cái con rim lùm Honda lúc nãy có anh kêu nè. Đó. Sạch rim thì không có nha anh em. Dạ. Điện này máy này có làm rồi. À, giá là 7.8. 51U1 3815. 7.8 ha, rim lùm. À. Cái E nằm đâu rồi? Bảy triệu 800 ngàn cho con rim lùn này anh em ơi. 7.8 triệu. Sirius Sang Cơ mà biển Lâm Đồng thì cửa hàng mình có không ta? Không em, không có. Sirius còn chiếc duy nhất là 2020 hồi nãy. Bên cửa hàng là chỉ có con chiếc 2020 thôi bạn ơi, thì xe mới sau con này nó cũng 90 vậy á. Chứ biển 49 Lâm Đồng thì không có rồi. Không, đó chiếc City màu đỏ anh ơi. À rồi cái
Sao TFI là nãy nói em ba mấy em quên rồi. 38 năm. 38 năm. NV 2019, 2020 không? NVX thì có không? Không có đúng không? Không có, không có. Dạ, mới không có. Rồi, mình quay con Novo 5 này kỹ một tí nha. Đó, rim chiếc Novo 5 đẹp lắm nha anh em. Dạ rồi, con Novo 5. Con này thì biển 84 Trà Vinh 50206. Đây anh em ơi. Chắc thằng yếu quá ta, lên em. Bình yếu em. Hôm mới nổ lại. Anh chị nghe máy nha. Rồi, con này là 12 triệu rưỡi phải không anh? Đúng rồi, đúng anh. 12 triệu 500 ngàn anh chị nha. Con này thì 12 triệu 500. Con City hả? Rồi, vậy anh chờ anh tí đi. Chờ em quay xong hai con nữa là tới con đó em quay kỹ luôn cho anh rồi báo giá luôn. Có ship không? Miễn phí ship luôn á anh. Đúng rồi, miễn phí ship. Ship là không tính thêm ngàn nào luôn á. Mà ship mấy cái xe có giá trị nha, còn cái xe mà tầm dưới 10 triệu là tính phí. Nói chung là mình phải nói là xe từ 10 triệu là miễn phí, còn mà từ 10 triệu đổ về là có tính phí. Như vậy cho nó dễ ha. Rồi con Lexico anh. Con Lexico 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi, xe biển đẹp thành phố. Xe. 8 triệu rưỡi biển thành phố nha anh chị. Biển số 59F1325367. Dạ rồi, ok. Máy móc là có làm gì chưa? Không, xe máy riêng em. Dạ rồi. Còn City này là cái giá 11.8 nha anh em. Biển số thành phố 20. Không, chiếc này không có, chiếc này. Con này không bán em vừa nó đi á. Dạ. Rồi, con City. Con này nhìn cái ba gai của này giờ anh em là ai mà chở hàng là nhìn ba gai này khoái lắm nè. Đó, anh em nhìn ha. Rồi, anh chia sẻ con City này kỹ kỹ tí giùm em ha. Đúng rồi, dung là chiếc City này thì dàn áo là sơn lại nha anh em. Dạ. Còn dàn máy thì chung là nó êm ru à, như xe điện. Dạ. Yeah. Anh em thấy nó rất là liền lạc đồ đạc hết luôn á. Yeah. Đặc biệt Yên này biết là chiếc xe chuyên chở hàng rồi. Dạ. Yeah. Anh em mà mua chở hàng thì tuyệt vời rồi. Được cái xe này là biển số thành phố 20 ký giấy. Anh yeah. em nào mà muốn rút hồ sơ rút dễ dàng luôn. Từ yeah. rút không tốn ngàn. Dạ. Yeah. Giá là mình để là 11.8. 11 triệu 8. Winner B1 có bạn ơi. Winner màu 22 triệu 8 là có rồi. 22 triệu 8 có anh em. Rồi. 150 cũng có luôn ha. Có phía sau nè, em quay sơ máy cho anh em coi cái. F15 gớp sao em, hồ sơ qua Zalo không vì ở xa. Hỏi không, góp online không? Được anh em, dạ. Góp là ngân hàng yêu cầu vậy. À, tới cửa hàng là hồ sơ. Dạ rồi, đó. Cho xin địa chỉ cửa hàng. Anh thấy cái chữ Ngô Nguyễn màu vàng của em không? Đó, cái chữ Ngô Nguyễn màu vàng của em, anh đọc tiếp giùm em luôn. Hoàng Anh 0917390588, đó là số cửa hàng. Tiếp tục một hàng số nữa là tài khoản. Và hàng số nữa là địa chỉ là đường số, địa chỉ 51 đường số 5, phường Linh Sơn, quận Thủ Đức đó anh. Đó, em để rất là sát với Bình Dương luôn nha anh em. Có như anh em Bình Dương hồi ship không thì bao ship luôn. Bình Dương cái bên mà ở đây mình qua Bình Dương chắc không tới 500m à. Qua cái bên là dĩ An Bình Dương rồi. Rồi, mình qua con QS đi camera. Rồi, tiếp là QS nha anh em. 59F1-38837 ha. Ờ, 8 triệu rưỡi luôn. Dạ, 8 triệu rưỡi. Dàn áo ô dung là đây, cũng liền lạc. Địa chỉ cửa hàng này em ghim nè, anh chị để ý giùm em nha. Nghe chữ Ngô Nguyễn màu vàng của em á. Con này sao chứ? Biển số là 59F1-38837 là 8 triệu rưỡi nha anh em. 8 triệu rưỡi nha anh máy chị. Máy zin, dàn áo khá. 8 triệu rưỡi. Cho em hỏi con quay A à, giá 9 triệu biển số ở đâu? Biển số 83 em ơi. Sóc Trăng, Sóc Trăng á anh ơi. Máy zin nha anh. Ok ha, nổ được không? Nổ luôn cái đi anh. Cái này mình nổ hơi khó. Rồi, chắc hết bình rồi, mấy tháng dịch mà. Con quay đó biển 83 Sóc Trăng các bạn, 83X2, 8682 ha, con quay á. Rồi, mình ra phía sau đi camera. Đó. Còn mấy chiếc này luôn, cho dạ nó rồi. Xong luôn. Lexico màu trắng nè. Rồi, cái Lexico màu trắng, 8 triệu rưỡi, máy móc riêng, dàn áo đẹp. 60. Thiếu tem nha anh em. Dạ. Anh em muốn dán tem gì dán? 60-7-6-7-2-4. Giá sao cho em xin 8 triệu rưỡi em. 8 triệu rưỡi. Này chắc cũng gửi bình anh ha. Ờ, mấy này bữa nữa gửi bình hết rồi. 8 triệu rưỡi anh chị ơi. City code yên liền không bác à, không cái này yên rồi anh ơi. City yên rồi phải không anh? Đúng yên rồi. City yên rồi chứ mình chở hàng mà không phải yên liền anh ơi. Yên liền là như rim thì không phải rồi. Đây là con Ly 110. Con Ly 110. Bình hiểu anh em ơi. Giá 8 triệu nha anh em. Biển số là 78P16905. Ly 110 ha. Đúng rồi, Ly 110 anh. Còn đến là chiếc Jeep màu vàng. Jeep của biển số thành phố Piago nha anh em.
Dạ. À, 7,5 triệu, máy móc cực kỳ im. Dạ, 7,5 triệu anh em. Kế tiếp là một chiếc Clio biển số là 84L117446. Xe này bán với giá là 9,5 triệu, xe đẹp lắm. Dạ, biển 84 là tại Vinh anh em nha. Vinh nha anh em. Dạ rồi. Đó, mình quay sơ lại một tí kỹ cho anh em xem hết cái đi mình ra. Quay cái phần xe lại. Rồi ha, quay luôn nguyên cái tổng thể cửa hàng cho anh em theo dõi. Thì anh chị nào mà nãy giờ xem á mà còn thắc mắc thêm cái xe nào thì comment vào trong đây giúp em nha, để em quay trở lại cũng như là em báo giá rồi lại kỹ rồi cho anh chị mình tham khảo ha. Tại vì xe bên cửa hàng thì em cũng đã quay hết rồi. Đó, anh chị còn thắc mắc cái nào thì mình cứ comment vào giúp em nha. Như Raider sang cơ thì đây là 19 triệu có xe nè. Rim lùng máy có làm lại không bạn? Có anh ơi. Có rồi. Chiếc rim lùng đó là có đó anh. Có mà em nha anh em, xe đó lâu lắm rồi mà. Rồi ok. Xe đó mà máy zin căng à. AB Thái thì mình không có. Đúng ha. AB Thái không có. AB Thái thì không có anh ơi. Rồi giá hả? Giá cái gì anh? Giá cái gì mới được anh, tự nhiên anh bình luận có cái giá này. Nãy giờ cũng có giá hết mà. Căng lắm. Thật mà. Vô chừng. Dạ. Anh em muốn biết cái giá con nào cho em xin cái tên xe luôn cái nha. Xe kia thì 38 năm. Đúng rồi, là xe 29, xe 20 không á. Dạ, 29, 20 đời cao quá anh em ha. Rồi. Anh em còn bình luận gì nữa không ta? Anh cho em thấy chiếc xăng cơ cần cảnh đi anh. Thôi anh em nào mà muốn biết cần cảnh á thì kết bạn Zalo số điện thoại là 0917390558 bên cửa hàng sẽ gửi video với lại gửi hình ảnh qua cho anh em coi chi tiết. Chứ giờ quay hết thì biết lúc nào, đúng không? Rồi thì bây giờ xe thì mình cũng đã quay hết rồi, giá cả cũng đã báo cho tất cả các bạn cô chú anh chị theo dõi hết rồi đó. Thì Vario là có chiếc 29 nha anh em. Nói chung là ngày mai có 29, xe biển số là 86 150. Giá cũng giật mình luôn nha anh em, giá cũng rẻ lắm, chiếc này bán giá là 37 năm. 150 hả? 350 375 là quá tốt rồi. Ok, còn đó, anh em không ngày mai có gì mai kết bạn Zalo, mai chụp hình rồi qua cho. Winner X thì bao nhiêu nè anh, các bạn hỏi nè. Winner là bạn thông thường á thì 27. 27 nè. Triệu, còn cái kia kia là 29 năm. Dạ 27 rồi. 20 thì 29 năm. 27S. Rồi, thì địa chỉ cửa hàng mình xin nhắc lại nha, là 51 đường số 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, còn số điện thoại của ảnh là 0917390588. Còn anh em nào còn thắc mắc thì cứ liên hệ kết bạn về Zalo số theo cái số mình mới vừa đọc á. Thì anh sẽ quay chi tiết cũng như chụp hình gửi cho anh em ha. Rồi thì giá cả xe này cũng đã quay hết rồi. Bây giờ anh có nhắc các bạn về cái vấn đề gì nữa không? Để trước khi anh em mình tạm dừng ha. Thôi trước khi anh em mình tạm dừng thì đơn giản là cũng cảm ơn anh chị em trong thời gian qua luôn ủng hộ. Và đặc biệt mùa dịch thì anh em mình cũng còn gặp gỡ nhau là vui vẻ rồi. Dạ đúng rồi, đó, sức khỏe rồi. Là quan trọng nhất. Dạ. Rồi, còn mong mọi người ủng hộ thôi. Rồi anh chị mà ở xa lên có thể là tới cầu vượt Sóng Thần hoặc cầu vượt Linh Xuân thì anh em chỉ cần ở gần đó thôi thì alo thì anh sẽ ra rước được anh ha. Đúng, đúng rồi. Còn nếu mình biết địa chỉ mình cứ search là xe máy Hoàng Anh, nó sẽ ra đường số 5 Linh Xuân Thủ Đức thì nó sẽ dẫn anh em là tận cửa hàng luôn. Còn giờ chắc mình tạm dừng video. Mình cảm ơn đến tất cả bạn cô chú chị rất nhiều. Ngô Nguyễn cũng như là anh Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn cô chú chị video sau nha. We'll be right back.